Come on, baby. Eu tá espera, você ali. Oh, eu tá espera ali no estrada há muito tempo. Nós já chegamos aqui. Bom dia, bom dia! Ok, hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Linh Philip Vlog của Sống ở Châu Phi. Ngày hôm nay thì anh em mình vào trong bản Chilembo, bản Chindongu để khoan một cái giếng bơm tay ở trong này các bạn. Bởi vì người dân ở trong này không có nước, mọi người chỉ phụ thuộc vào cái giếng của nhà ba trưởng thôn. Espaliga. Đây đây, thế để chỗ này luôn cho đẹp luôn này nhé. Đấy. Để chỗ này luôn này, đây bên cạnh nhà thờ này, chỗ này chung quanh này đều có nhà dân cả này. Đấy. Khoan đây luôn, đúng chỗ này đẹp luôn này. Thích đây, nói chung chuyển đi đây còn trong này thôi. Không, chỗ này là đẹp nhất này. Ở bên kia này nó lại gần cửa nhà thờ quá. Đấy, nói chung là chỗ này. Ê, sao kìm bàn đề rồi, lan nó sẽ... Chào các bạn, đi ở kỳ tập không? Ừ. Đấy, anh đặt đây luôn này. Hay là thích ngoài này. Thôi đặt đây đi, đặt đây cho nó tập tập trung bởi vì mọi người đi lễ nhà thờ này xong rồi ấy luôn này. Với cả xung quanh đây đều có nhà cả. Chỗ này đẹp nhất, hợp lý nhất. Ừ. Papa, ở kỳ. Vâng, hôm nay máy xịn nó nhỏ. Anh chào các bạn ngay. Thế nào nhỉ? Chào các bạn. Ừ, đúng rồi. Các bạn khỏe không? Thôi được rồi, để đi. Vâng. Bảo là đẹp đó. Đúng, chỗ này đẹp luôn này. Đó các bạn, đây là nhà thờ này. Đó, còn trong này thì đều có nhà của mọi người này. Đó, phía đây gửi đây cũng có nhà này. Xung quanh này tất cả đây đều có nhà hết. Mình đã chọn được cái điểm này đẹp rồi. Và cái này chỗ này dễ di chuyển xe, dễ đi vào. Bây giờ đi hút nước nhá. Ừ, nước ở phía đâu này đó. Đây ngay đường nhựa đây này. Rồi. Là suối đó. Vâng, suối to luôn. Beto. À leva motorita do carinha. Vai lá no rio do que? Cocai. Não, aqui no Chilembo. É cocai mesmo. Ah, é mesmo cocai. Mesmo no Vala. Sim. Puxa aí. Tá bem. Ou lá no Slada também, que é rio grande. Nó hiện tại thì xe đi lấy nước rồi mới về để phục vụ cho công tác để khoan các bạn. Vì một lần lên xe tiến hành đặt cái mũi khoan đầu tiên xuống đây để xem là tình hình hôm nay nó có may mắn không, bởi vì từ trước giờ là mình khoan giếng là khoan một lần là được luôn. Khoan chứ anh ơi. Let's go.
băng dính lấy băng dính. Giờ bắt đầu cắm mũi khoan đầu tiên các bạn ạ. Hy vọng là hôm nay sẽ may mắn giống như mọi khi, không phải khoan đi khoan lại mấy lần. Rồi mình nghe đây. Nó tên một bên. Ok các bạn, cái giếng này là của cô Tú Phương, cô ở California ở Mỹ, có nhờ anh em mình khoan một cái giếng bơm tay này để giúp cho bà con có nước giếng sinh hoạt. Và hiện tại thì là cô đang phải điều trị bệnh, nên là sức khỏe của cô rất yếu, nên là cháu cũng thay mặt cho tất cả người dân ở trong bản Chi Lem, bản Chi Đông Hù, kính chúc cô mau chóng bình phục và luôn luôn mạnh khỏe. Ngày hôm nay thì anh em mình đã đến đến bản Chi Lem Bồ đây, thay mặt cho cô Tú Phương ở bên California ở Mỹ sẽ khoan tặng cho người dân bản một cái giếng nước bơm tay các bạn. Hy vọng là hôm nay sẽ thành công và không phải khoan đi khoan lại 2-3 lần các bạn. Aginoda. Hả? Mới thế thôi hả? Nhưng mà bây giờ có nước chưa? Có một đoạn hồ của 1 mét. Không biết hơn, không phải phải nước, nhưng mà nước nó mất được. Nó có hồ 1 mét. Thế sao xuống thêm gì nữa? Hả? Khoan xuống gì nữa? Bỏ đây để đi qua đó, bỏ nước hay hơn, hồ cầm, lúa. Bây giờ là mới được 13 mét à? 14 mét à? Ôi, criança! Vai, tudo bem, fica aí, meu filho! Vai, rápido! Vamos, vamos, criança, vamos! Vamos lá, vocês, vamos lá! Vamos mesmo lá, vocês todos! Tudo, vai aí! Mamá! Levanta! Manda a criança ficar no filho. Mua mấy lon nước cho mấy anh thợ khoan. Putu-tan. Putu-tan keluar. Putu-tan di. Tan. Woi. Ikan. Đông quá các bạn. Rufino.
mà. Đây. 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 Vai lá atrás, não avança aqui. Vai. 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 Ok. Toma. Ok các bạn, bây giờ em Bé Tù với cả em Rồ Phin Đù sẽ đi phát bánh mì các bạn. Và đấy mình về một có mua thêm 200 bánh mì nữa. Phương đang test thử các bạn ạ, test thử cái này để chuẩn bị lấy sử dụng máy hơi để vừa khoan vừa thổi vừa đập cái bùn đất lên. Còn phía bên kia thì phía bên kia Bé Tù với cả Rồ Phin Đù với cả vẫn đang đi phát bánh mì cho mọi người các bạn. Nhìn bơm ra nhiều nước, tại các bạn ống này là cái ống mới đầu là mình định khoan một cái giếng công nghiệp. Mới đầu mình định khoan một cái giếng công nghiệp là bằng cái ống to này. Đó là ống này là ống 160 này các bạn. Nhưng mà sau đấy thì mình lại đổi lại sẽ khoan thành cái ống giếng bơm tay này các bạn. Bây giờ anh Phương sẽ đi sục thử để kiểm tra xem là đã có nước hay chưa các bạn. Nếu mà tốc độ mà sụp mà nước lúc nào cũng lên đều như kia trong khoảng 5-10 phút thì là ok rồi, sẽ không phải khoan nữa. Còn nếu mà nó có lên một lúc sợ nó hết thì phải tiếp tục khoan, sử dụng cái máy này vừa khoan vừa đập vừa thổi lên để lấy để tìm được nguồn nước các bạn. Đó, mọi người vẫn đang đứng xem rất là đông bởi vì ở trong bản là chưa có giếng khoan bao giờ các bạn. Bây giờ nhấc ống anh Phương. Anh ơi, bây giờ nhấc ống à? Đúng rồi, còn nước rồi gì? Khoan thêm hay như nào? Ít à? Ít à hay như nào? Khoan thêm chứ. Khoan thêm như ai nói chung để phải quan thế nhỉ, mới được 12 mét thì 15. Thì 15. Không, đấy là anh nói cho con... gọi là có nước rồi nhưng ít đúng không? Thêm xuống khoảng 2-3 mét nữa. Không, đập đá bỏ máy này thì đập chục mét tốt chứ hẳn. Máy này nó phọt đá lên nữa, nói cho khoảng 10 phút một cây thôi. Ừ. Đá nó phẹt nhanh lắm. Thế yeah.
đá về xong nó thổi máy kia, nó thổi vào trong veo cho mình như loài kia rồi. Thế bây giờ là nghỉ à? Giờ về thôi. Đó các bạn, bây giờ hiện tại là giếng là đã có nước rồi, nhưng mà ngày mai anh Phương sẽ khoan thêm lấy khoảng độ 5-6 mét nữa các bạn, để nó được nhiều nước hơn. Từ nãy giờ sục thì lên rất là nhiều nước rồi, cái này phải ngày mai nữa mới hoàn thành, ngày mai ngày mốt nữa mới hoàn thành. Yeah, bye. Ai giá tiền ảo của? Yeah, my thing is amanya. Amanya vam contenu mai. Okay. Y asuki depois amanya o que vamos colocar já manivela. Sim. E as mamá acho que mais amanhã vamos esperar mais aqui com as mamá. Ou não, espera. Espera. Amanhã mamá não precisa vir. Yeah, não vi mais. Tá bom. Sim, porque amanhã não tem trabalho ali na outra também. É homem só? Sim, é só homem. Okay. Esse trabalho pesado para é só homem. Tá bom. Yeah. Sim. Okay. Então, essa hora, podemos dispensar as mamães para as casas? Ou ainda sim, 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 sim. Pode viajar para casa. Ok, các bạn, hiện tại thì như mình nhắc lại một lần nữa là giếng đã có nước rồi. Anh Phương nói là thậm chí là có nhiều nước rồi, nhưng ngày mai sẽ tiến hành khoan thêm lên mấy mét nữa. Ngày mai xong rồi ngày mốt nữa thì bắt đầu mới tiến hành vào đi lắp cái cần bơm tay được các bạn.